Xếp hạng 10 vận động viên nổi nhất trên Google, Ronaldo đứng đầu, vượt xa Messi. Chủ nhân của quả bóng vàng thứ 8 chỉ xếp thứ 3 trong top 10 vận động viên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2023. Theo Bolavip, Cristiano Ronaldo chính là ngôi sao thể thao được người hâm mộ quan tâm nhất thế giới trong năm qua. Thông qua công cụ Google, tên của siêu sao người Bồ Đào Nha đã được tìm kiếm đến 199,4 triệu lượt, bỏ xa người xếp thứ 2 là Neymar, 140,9 triệu, và Lionel Messi, 104,4 triệu. Dù đã bước sang tuổi 38 và rời môi trường bóng đá châu Âu, sức hút của Ronaldo vẫn thứ khác biệt so với phần còn lại của giới cầu thủ. Ngay cả Lionel Messi, siêu sao có nhiều sự kiện đáng nhớ trong năm 2023 như việc anh rời PSG, gia nhập Inter Miami, vô địch Cúp Bắc, Trung Mỹ, sau đó đi vào lịch sử với quả bóng vàng thứ 8 cũng không thể sánh với sức hút của Ronaldo, người đang thi đấu tại Saudi Pro League. Trong khi đó, Neymar được tìm kiếm không phải bởi màn thể hiện trên sân cỏ mà thông qua những tin tức về chấn thương. Trong năm 2023, Neymar đã phải lên bàn mổ đến 2 lần, một lần để điều trị chấn thương mắt cá và lần gần nhất để nối dây chằng đầu gối. Đó là chưa kể việc cầu thủ này còn liên tiếp dính tin đồn ngoại tình dù đã có bạn gái. Vừa qua, cái tên của chân sút sinh năm 1992 lại xuất hiện với mật độ dày đặc trên phương tiện truyền thông khi Bruna Biancardi xác nhận không còn quan hệ tình cảm với cựu sao PSG. Trong top 10 cầu thủ được tìm kiếm nhiều nhất trên Google, có đến 5 cái tên thuộc giới bóng đá. Ngoài 3 cái tên dẫn đầu, Kylian Mbappe và Erling Haaland cũng góp mặt với số lượt tìm kiếm lên đến hàng chục triệu. Top 10 vận động viên được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2023. Cristiano Ronaldo, 199,4 triệu tìm kiếm, bóng đá. Neymar, 140,9 triệu tìm kiếm, bóng đá. Lionel Messi, 104,4 triệu tìm kiếm, bóng đá. LeBron James, 72,1 triệu tìm kiếm, bóng rổ. Virat Kohli, 68,0 triệu tìm kiếm, cricket. Kịp Kylian Mbappe, 63,7 triệu tìm kiếm, bóng đá. Carlos Alcaraz, 60,0 triệu lượt tìm kiếm, quần vợt. Novak Djokovic, 58,4 triệu lượt tìm kiếm, quần vợt. Erling Haaland, 43,4 triệu lượt tìm kiếm, bóng đá. Lewis Hamilton, 34,9 triệu lượt tìm kiếm, đua xe F1. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.